Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Yaris Cross, giá xe cũng như là các phiên bản hiện tại của xe. Và thời điểm hiện tại là thời điểm tháng 1 năm 2024, thời điểm gần Tết rồi. Và hiện tại thì em cũng đang còn một vài xe giao trước Tết giá cực tốt, và xe giao sau khi ra Tết của xe Yaris Cross. Ra Tết cái thì là mình sẽ có xe 2024 rồi. Và trong khi quay xung quanh nội thất của xe thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Thì Yaris Cross được phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản, là hai phiên bản đều được lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Thì đối với phiên bản thuần xăng, là phiên bản trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết được giảm từ 730 triệu, giảm 80 triệu, còn 650 triệu. Thì đối với cái giá niêm yết sau giảm thì đăng ký đăng kiểm xong xuôi nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 720 triệu, và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 208 triệu là đăng ký xong rồi. Đây là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ và đặc biệt là rất nhiều tính năng cũng như là rất tiết kiệm nhiên liệu, nhập khẩu nguyên chiếc. Và phiên bản thứ hai là phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết được giảm còn 765 triệu, và hiện tại thì em đang giảm là 17 triệu tiền mặt cho phiên bản xăng lai điện, và đăng ký xong xuôi nó chỉ rơi vào khoảng 830 triệu. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 240 thôi là anh chị mang chiếc xe về rồi. Và vừa rồi thì em báo cho anh chị chi phí theo cái giá niêm yết, còn tùy theo màu sắc thì nó sẽ thay đổi khác nhau. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán, thì sau đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết hơn về chiếc xe này. Thì tổng quan của chiếc xe em có vừa đi một vòng và báo cho anh chị về cái giá chi phí. Còn ở về phần các tính năng trên xe thì ở phần đầu xe chúng ta sẽ có là thấy luôn là cụm đèn full LED mà có được trang bị là projector đèn chiếu sáng này, có đèn sương mù dạng LED kết hợp luôn trong cái cụm này, thì sẽ có cảm biến ở phía trước. Dưới phần logo ở đây sẽ có mắt trước trong hệ thống camera 60. Ở phần thân xe thì chiếc xe này được trang bị cái la răng dạng vai xước thì nó rất là ăn nhập tổng thể rồi. Gầm thì cao, anh chị đi chiếc xe này thì thoải mái rồi. Ở phần thân xe thì đối với gương, anh chị sẽ thấy ở đây sẽ có cái mắt gương ở trên cụm camera 60 của xe. Tay nắm cửa thì sẽ được trang bị là dạng cảm ứng đấy. Chạm vào sẽ khóa cửa này, chạm vào mở cửa ra, gương mở ra đấy ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này cũng là một chiếc xe rất là tiết kiệm, chi phí nó chỉ rơi vào khoảng chưa đến 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Và còn đặc biệt hơn nữa, nếu mà anh chị muốn một chiếc xe tiết kiệm xăng thì phiên bản hybrid thì nó quá là hợp lý rồi. Chiếc xe nó tiết kiệm được khoảng gần một nửa số xăng so với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản xăng thuần. Và em sẽ vào phần nội thất để giới thiệu cho anh chị về cái xe, nội thất của xe. Thì như anh chị thấy là em cũng có vừa chỉnh ghế, thì ghế sẽ được chỉnh điện này, có gương tự động, có cảnh báo điểm mù trên gương, có cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, có auto lên xuống kính ở kính lái này, chỉnh gương điện, có cả chỉnh chiều cao thấp của đèn chiều xa, có auto pha cốt ở cả hai phiên bản, có chống trơn trượt, có hỗ trợ cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ cả phanh luôn. Cảnh ở đây nút này sẽ là nút tức chức năng là cảm biến lốp, ở bên này sẽ là cảm biến dừng đỗ. Và ngoài ra thì xe cũng có thêm một vài tính năng nữa rất là cao cấp mà trong gói Toyota Swift Defender chỉ duy nhất ở trong phân khúc tầm tiền này có thôi, là có cả giữ lăn đường, cảnh báo tiền va chạm này, có cả đèn, có cả DRCC, có nghĩa là cái giữ ga thích ứng cho anh chị, nó sẽ giữ ga thông minh và nó sẽ tự giữ khoảng cách với cả xe phía trước. Và ngoài ra thì em sẽ để máy lên nhé. Xe thì có được trang bị màn hình rất là lớn, có rất nhiều màn hình này. Một màn hình phía trước đa thông tin, một màn hình tốc độ phía bên cạnh, và một màn hình 10 inch ở trung tâm người lái. Đây là trung tâm của xe, và đây là cái màn hình giải trí của xe. Có tích hợp luôn Android Auto này, Apple CarPlay cho anh chị. Ở phía bên vô lăng, vừa nãy em giới thiệu còn sót một số tính năng, ví dụ như là rất là hay, có cả lẫy chuyển số sau vô lăng này, có đèn tự động, có phá cốt tự động này, có các cái phím để điều chỉnh màn hình đa thông tin, có các phím để điều chỉnh màn hình giải trí và để điều khiển các tính năng giữ ga tự động. Ở dưới cụm điều hòa thì mình sẽ có là gì ạ? Điều hòa tự động, có
sạc không dây, có hai cổng sạc cả USB và sạc Type-C. Ở dưới này thì có sạc không dây để nổ sạc không dây ở dưới này anh chị nhá. Nút bật tắt ở đây này. Vâng, và bên dưới nữa, bên dưới cần số thì sẽ có là phanh tay điện tử và auto hold. Đây là hốc để đồ. Hốc để đồ, có cái ngăn để đồ đấy, rất là tiện. Xe này thì công nghệ nó có gọi là bạt ngàn rồi. Còn nếu mà anh chị quan tâm đến cái phiên bản xăng lai điện thì nó sẽ còn nhiều hơn nữa cơ. Nó còn có cả cửa kính trời toàn cảnh. Cửa kính trời toàn cảnh thì nó sẽ có hai luồng ý kiến, nếu mà có thì cũng rất là đẹp, nhưng mà tuy nhiên là không có thì cái cách nhiệt của nó sẽ tiện hơn, nên là có người thì thích cửa sổ trời, có người thì không thích cửa sổ trời. Ghế da của xe thì sẽ được bọc toàn bộ và sẽ được khâu chỉ xanh anh chị ạ, ở đây. Và trong xe thì anh chị thấy là cái nội thất của xe rất là thể thao, rất là trẻ trung. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Yaris Cross, cũng như là cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại tháng 1 năm 2023, và chạy giá cho anh chị trước Tết, cũng như là hỗ trợ một số cái tính năng, một số cái phụ kiện cũng như là về giá. Vừa rồi thì nếu anh chị nào còn thắc mắc gì thêm có thể liên hệ giúp em con số hotline em ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.